Mến chào tất cả quý vị trên kênh du lịch ẩm thực cùng Laura. Đại lộ Champs-Élysées đẹp nhất thế giới đang có một sự kiện chấn động khiến cho rất là nhiều người tò mò đến đây để quay phim, chụp hình. Tòa nhà của tập đoàn số 1 thế giới trong ngành công nghiệp xa xỉ LVMH, viết tắt của từ Moët Hennessy Louis Vuitton. Mọi người đang được chiêm ngưỡng một chiếc vali khổng lồ biểu tượng của nhãn hiệu Louis Vuitton. Trước đây tòa nhà này là trụ sở của ngân hàng HSBC trong 2 thập kỷ. Và bây giờ, tập đoàn người Pháp này sẽ khai trương khách sạn đầu tiên trong lịch sử của mình vào năm 2026. Hiện tại, khách sạn của tập đoàn LVMH vẫn đang trong thời gian sửa chữa và đây là một tấm bạt khổng lồ được che bao phủ hết tòa nhà, tạo thành một chiếc vali khổng lồ nổi tiếng của thương hiệu LV. Mọi người đều muốn đến tham quan đại lộ Champs-Élysées, hãy chờ thêm 2 năm nữa để xem khách sạn đầu tiên của Louis Vuitton sẽ có một diện mạo như thế nào nhé. Chúc tất cả mọi người cuối tuần vui vẻ, bấm một like và một đăng ký để ủng hộ Laura. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!